Trên thế giới, Ấn Độ không kịp hỏa tán thi thể người chết bị thả trôi trên sông Hằng Người Myanmar biểu tình đánh dấu 100 ngày cai trị của quân đội đảo chính Nga đề xuất thảo luận vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân với Mỹ Hàng chục người chết khi Israel và Palestine giao tranh bằng không kích Tại Việt Nam, Đồng Nai, sầu riêng chính sớm được giá có nông dân lời trên 1 tỷ đồng Người tiêu dùng tăng mua gia vị vì lo Covid nên phạt doanh nghiệp vi phạm trong bảo vệ môi trường gần 700 triệu đồng. Thanh Thanh xin chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin trưa của kênh fbnc. Mở đầu ngày hôm nay là phần tin thế giới. Thưa quý vị, nhiều thi thể được nhìn thấy đang trôi dạt vào bờ sông Hằng khi người Ấn Độ không hỏa táng kịp người chết với số lượng là 4.000 người tử vong mỗi ngày do Covid-19. Theo thống kê của Reuters, Ấn Độ hiện chiếm 1 phần 3 trong số các trường hợp tử vong do coronavirus được báo cáo trên khắp thế giới. Các vùng nông thôn của Ấn Độ đang bị thiếu gỗ cho các lễ hỏa táng truyền thống của người Hindu các nhà chức trách cho biết, đang điều tra khi phát hiện rất nhiều thi thể trôi trên sông Hằng. Ngay cả ở thủ đô New Delhi, nhiều nạn nhân Covid bị người thân bỏ rơi sau khi hỏa tán. Nhiều người tình nguyện phải thực hiện các nghi thức cầu nguyện, rồi đem cho cúc người chết rải xuống sông ở thành phố Haridwar, cách đó 180 km. Theo Bộ Y tế, trong 7 ngày qua, trung bình Ấn Độ có gần 400.000 ca nhiễm mới và gần 4.000 người chết. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng con số thực tế còn cao hơn nhiều. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng vừa thông báo Thủ tướng Narendra Modi sẽ không tới Anh tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 vào tháng tới vì tình hình dịch bệnh tại đây đang quá trầm trọng. Ông Modi đã bị chỉ trích vì cho phép tụ tập đông người tại những lễ hội tôn giáo và tổ chức các cuộc bầu cử lớn trong suốt hai tháng qua, ngay trong tâm điểm đại dịch. Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ cùng các nhà lãnh đạo khác tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 do Thủ tướng Anh Boris Johnson chủ trì tại Cornwall và ở Tây Nam nước Anh vào ngày 11 cho đến ngày 13 tháng 6. Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ cùng các nhà lãnh đạo khác tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 do Thủ tướng Anh Boris Johnson chủ trì tại Cornwall, Tây Nam nước Anh vào ngày 11 đến ngày 13 tháng 6. Những người biểu tình đã tập hợp tại các thị trấn và thành phố xung quanh Myanmar vào hôm thứ Ba để tiếp tục tố cáo các nhà cầm quyền quân sự đánh dấu 100 ngày đảo chính để đất nước vào cuộc khủng hoảng lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Người biểu tình đã tham gia các cuộc tuần hành bằng cách là đi bộ và xe mô tô nhưng thực hiện một cách chấp nhoáng để trốn tránh lực lượng an ninh. Ở thành phố Yangon, người dân mang theo biểu ngữ Yangon đình công để tiêu diệt hoàn toàn kẻ thù. Trong khi ở bang Kachin thì người diễu hành hô vang, cách mạng phải thắng lợi. Những nơi khác đã tổ chức các sự kiện ủng hộ chính phủ thống nhất quốc gia NUG một liên minh chống chính quyền tự xưng là chính quyền hợp pháp của Myanmar tuần trước thì NUG đã thông báo về việc thành lập lực lượng phòng vệ nhân dân Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov mới đây cho biết Nga đã đề xuất thảo luận về các vấn đề về kiểm soát vũ khí và an ninh tại cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ngoại trưởng Lavrov nói Nga vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ Washington về một cuộc gặp thượng định được đề xuất giữa hai nhà lãnh đạo để bàn về chiến lược ổn định hạt nhân từ góc độ cả tấn công và phòng thủ. Về phía Mỹ, đại sứ Robert Wood cho biết công tác chuẩn bị cho các cuộc đàm phán đang được tiến hành và quan hệ giữa Moscow cùng với Washington rơi xuống mức thấp nhất từ thời hậu chiến tranh lạnh. Khi vào tháng 3, thì ông Biden nói rằng ông nghĩ Tổng thống Nga là kẻ giết người. Tuy nhiên, sau đó, ông Biden lại nói muốn tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh với ông Putin trong chuyến công du châu Âu vào tháng 6. Nhà Trắng cho biết những khác biệt con tồn tại giữa Washington và Moscow cần được giải quyết càng sớm càng tốt. Nguồn cung xăng dầu đã bị thắt chặt hơn nữa tại Mỹ khi tin tặc tấn công đường ống dẫn nhiên liệu lớn nhất của quốc gia này ngày thứ năm liên tiếp, làm giấy lên lo ngại giá xăng dầu sẽ leo thang. Hàng nhà xe cộ nối đuôi nhau ở các trạm xăng khi nhiều người lo sợ giá xăng sẽ tăng đột biến. Cho đến ngày hôm qua, thì 5 ngày sau cuộc tấn công mạng, nhà điều hành đường ống dẫn nhiên liệu hàng đầu của Mỹ là Colonial Pipeline vẫn ngưng hoạt động, FBI đã cáo buộc một băng nhóm tội phạm có tên là Darkside là người thực hiện cuộc tấn công này. Bộ trưởng năng lượng Hoa Kỳ Jennifer Granholm hôm qua đã cố gắng trấn an người Mỹ rằng không cần phải hoảng sợ và mọi thứ sẽ sớm trở lại bình thường. Công ty có kế hoạch khởi động lại mạng lưới phân phối vào cuối tuần một tòa án ở Thái Lan vào hôm thứ Ba ngày 11 tháng 5 đã cho phép hai thủ lĩnh của các cuộc biểu tình chống chính phủ được tại ngoại sau nhiều tuần bị giam giữ, trước khi bị xét xử với tội danh xúc phạm hoàng gia. Tòa án đồng ý trả tự do cho Paris, Benwin Chiwarak, 22 tuổi và Chaya Manom, Ami 32 tuổi với điều kiện họ phải ở lại Thái Lan, tham dự các phiên tòa khi được triệu tập và không tiếp tục làm tổn hại đến chế độ quân chủ cũng như thực hiện các hoạt động gây bất ổn. Các cuộc biểu tình do sinh viên dẫn đầu đã đưa ra những lời kêu gọi chưa từng có nhằm cải cách chế độ quân chủ của Thái Lan, bị nhiều người bảo thủ coi là xúc phạm hoàng gia, một tội danh có thể bị tù cho đến 15 năm. Xung đột giữa Israel và nhóm Hồi giáo Palestine ở Gaza tiếp tục leo thang vào thứ ba, khi bên này tấn công bên kia bằng các cuộc không kích dữ dội, một khu dân cư 13 tầng ở Gaza đã sụp đổ, trong khi tên lửa cũng dội xuống Israel. Tiếng còi báo động và tiếng nổ phán lên khắp nơi. Bầu trời bừng sáng bởi những vệt tên lửa đánh chặn được phóng về phía tên lửa đang bay tới. 31 người thiệt mạng được báo cáo, bao gồm 28 người ở Gaza và 3 người ở Israel. Israel cho biết họ đã cử 80 máy bay phản lực ném bom Gaza, đồng thời điều động bộ binh và thiết giáp đến tăng viện cho các xe tăng đã tập trung ở biên giới. Cuộc giao tranh giữa Israel và các phe vũ trang ở Gaza đã được kích hoạt bởi các cuộc đụng độ giữa người Palestine và cảnh sát Israel tại nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem vào hôm thứ Hai. Chính quyền thành phố Kazan của Nga cho biết 9 người trong đó có 7 trẻ em đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương nặng sau khi một tay súng 19 tuổi nổ súng tại một trường học ở thành phố Kazan. Đây là vụ xả súng tại trường học thương tâm nhất ở Nga kể từ năm 2018 khi một sinh viên tại một trường cao đẳng ở Crimea đã giết chết 20 người trước khi tự sát. Cùng ngày, thì người dân Nga đã bày tỏ lòng thương tiếc đối với các nạn nhân. Mọi người mang hoa và đồ chơi đến ngôi trường bị tấn công ở Kazan. Chủ tịch Thượng vị Nga Valentina Matviyenko đã tham dự một đài tưởng niệm tạm thời ở Moscow và cam kết sẽ kêu gọi tăng cường an ninh trường học ở nước này. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam, vùng áp thấp nóng phía Tây Kết hợp với hiệu ứng phơn nên hôm nay ngày 12 tháng 5, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Phú Yên xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Riêng khu vực Tây Bắc, Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt. Có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến là 37 cho đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Miền Đông Nam Bộ phổ biến từ 35 đến 36 độ C và dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1. Đợt nắng nóng này ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài cho đến khoảng ngày 17 tháng 5 tới thời điểm này nông dân phường bào sen thành phố long khánh tỉnh đồng nai đang bắt đầu thu hoạch sầu riêng chính sớm trên tổng diện tích trên 179 hecta và được biết là khoảng một tháng nữa thì sầu riêng tại đây mới bắt đầu thu hoạch thế nhưng hiện nhiều vườn đã có trái chín sớm và được thu mua với giá cao gấp đôi cùng thời điểm năm ngoái hiện nay sầu riêng được thương lái thu mua với giá là từ 60.000 cho tới 80.000 đồng một kg với mức giá này thì một nông dân trồng 7.000 m vuông sầu riêng cho biết năm nay có thể bỏ túi 1 tỷ đồng. Cùng bước vào mùa thu hoạch nhưng tôm càng xanh tại Bến Tre không có tín hiệu khả quan như sầu riêng Đồng Nai, khi mà giá tôm hiện nay đã rất hơn một nửa giá so với năm ngoái. Thương lái thu mua cũng rất khó khăn. Thời điểm này, tôm càng xanh, xô, từ 20 cho đến 30 con 1 kg có giá từ 120.000 cho đến 140.000 đồng một kg. loại 1, 4 đến 5 con 1 kg có giá 600.000 đồng một kg. Nguyên nhân là do tôm càng xanh chỉ tiêu thụ tại thị trường trong nước. Trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 thì thị trường tiêu thụ tôm càng xanh tại các thành phố lớn đã giảm mạnh. Theo thông tin từ các hệ thống siêu thị lớn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như là Coopmart, Coops Extra, MM, Mega Market, Lotte Mart Aeon, doanh thu trong 10 ngày đầu tháng năm này đã tăng khoảng 20% so với tháng trước. Các mặt hàng được người tiêu dùng mua nhiều nhất là gạo, đường, dầu ăn, gia vị, thực phẩm tươi sống, sản phẩm phòng chống dịch. Diễn biến này cho thấy nhiều người đã dự trữ hàng để phòng dịch COVID-19 trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Với kinh nghiệm từ 3 đợt dịch trước, thì các siêu thị đã chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch nguồn hàng cung ứng cho người tiêu dùng. Trước tình hình dịch bệnh hiện nay, Tòa án Nhân dân tối cao vừa có văn bản hỏa tốc gửi các cơ quan liên quan tạm dừng việc xét xử giải quyết các vụ án, vụ việc đối với các địa phương đang thực hiện cách ly xã hội. Trừ các trường hợp cấp bách như là giải quyết khiếu kiện danh sách cử tri, giải quyết yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, áp dụng thay đổi hủy bỏ biện pháp tạm giam nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Thời gian áp dụng là từ hôm nay 12 tháng 5 cho đến hết ngày 31 tháng 5. Thưa quý vị, bất chấp lệnh cấm tạm dừng hoạt động để phòng dịch Covid-19, quán game tại ngõ 72 Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng và quán game tại số 59 ngõ 124 Vĩnh Tuy, cùng quận này, đã bị lực lượng chức năng Hà Nội xử phạt tổng cộng là 30 triệu đồng về hành vi không thực hiện quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thông tin được Công an quận Hai Bà Trưng cho biết hôm qua, Cụ thể, vào thời điểm kiểm tra, công an đã bắt quả tang nhiều người đang chơi game tại hai quán này. Tại Bắc Ninh, tỉnh này vừa xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Hiển Nhung, địa chỉ tại đường Xá, phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh, gần 700 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Đồng thời đình chỉ hoạt động 4 đến 5 tháng đối với công ty này để khắc phục vi phạm. Cụ thể, thì công ty này chuyên sản xuất cồn công nghiệp và đã xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải ra ngoài môi trường trong một thời gian dài. Hôm qua, Công an huyện Trợ Mới, An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Văn Úc sinh năm 1974 và Trần Thị Mỹ Tuyền sinh năm 1973 cùng ngụ tại huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang về tội cố ý gây thương tích và bắt người trái pháp luật. Nạn nhân là Trần Thị Tuyết Nhung sinh năm 1972 ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều tra, Tuyền cho rằng Nhung đã nói xấu về chuyện tình cảm của mình và Úc nên xảy ra mâu thuẫn sau đó cặp đôi này lập nhóm đánh và bắt trói nhung vào gốc cây rất may vào thời điểm xảy ra vụ việc công an đang làm nhiệm vụ gần đó nên đã vào cuộc xử lý ngay Thưa quý vị, mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một video được trích xuất từ camera hành trình của một ô tô ghi lại hình ảnh hai thanh niên đi xe máy có hành vi cướp giật táo tợn tại đường Hà Huy Giáp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Như quý vị đang nhìn thấy ở trên màn hình, sau khi xác định được con mồi thì hai thanh niên này lao vào áp sát, đưa tay giật tài sản của người đàn ông. Hành vi này bất chấp nguy hiểm đến tính mạng của người khác và đã nhận nhiều gạch đá của dư luận. Trong chiều hôm qua, tại Bình Dương, Công an Phường An Phú cho biết đang lập hồ sơ để xử lý hành vi cướp giật tài sản đối với Trương Hoàng Phúc, sinh năm 2001, quê Kiên Giang. Theo điều tra, Giang là đối tượng đã vào tiệm vàng Kim Hoàng Mỹ đường S1, khu phố 3, để hỏi mua hai chỉ vàng rồi sau đó bỏ chạy. Ngay sau đó, con trai của chủ tiệm đã đạp đổ xe máy của Giang và hô hoáng lập tức. Nhiều người dân đã lao ra vây bắt thành công đối tượng. Cùng trong chiều qua, lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý hiện trường sự cố xe container bị lật ở ngã tư Bình Phước. Được biết, xe này đang chở theo hai thùng hàng loại 20 feet lưu thông trên quốc lộ 13 hướng từ Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh thì bị lật ngang và rất may không có người đi đường nào bị thương, lái xe thì bị xây sát nhẹ. Tuy nhiên, vụ việc đã làm cho giao thông bị ủng ứ kéo dài trên tuyến quốc lộ 1 và quốc lộ 13 thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa ngày hôm nay cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và xin được hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai